Không chỉ có cốt truyện lạ, MV mới của Chipu còn được khen vì loạt bối cảnh hiếm có, khó tìm ngay tại Việt Nam. So với những video ca nhạc phong cách cổ trang trước đây, toàn bộ bối cảnh chính trong MV Anh ơi ở lại của Chipu đều được quay tại những địa điểm khá lạ lẫm nhưng không kém phần thu hút, đó là cố đô Lam Kinh và khu nhà cổ Cố Viên Lầu. Vậy là sau một thời gian để fan phải đoái già đoái non, cuối cùng MV mới của Chipu mang tên Anh ơi ở lại cũng chính thức lộ diện vào hôm qua, ngày 23 tháng 4. Với sản phẩm này, nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã tái hiện lại câu chuyện tấm cám vốn rất quen thuộc theo hướng mới mẻ hơn qua góc nhìn của nhân vật cám. Đúng như dự đoán, MV Anh ơi ở lại lấy bối cảnh làng quê Việt Nam để tái hiện lại cuộc tình tay bốn đầy nghiệt ngã giữa tấm, cám, hoàng thượng cùng nhân vật thứ tư là chàng thị vệ. So với những video ca nhạc theo phong cách cổ trang trước đây, toàn bộ bối cảnh chính trong MV Anh ơi ở lại của Chipu đều được quay tại những địa điểm khá lạ lẫm nhưng không kém phần thu hút. Không phải cố đô Huế hay cố đô Hoa Lư. Để hoàn thành trọn vẹn các cảnh quay theo đúng hình ảnh cổ trang Bắc Bộ Việt Nam, ekip đã quyết định chọn cố đô Lam Kinh tại Thanh Hóa và làng Việt cổ Cố Viên Lầu tại Ninh Bình để thực hiện. Được biết, Lam Kinh là cố đô ít người biết ở Thanh Hóa với khuôn viên xanh mát rộng đến 200 hectare. Khu di tích này còn lưu giữ được hình ảnh quen thuộc của không gian làng Việt với cây đa, giếng nước sân đình. Nơi đây còn sở hữu một trong những giếng cổ lớn nhất Việt Nam, được rất đông du khách đến hàng năm. Được biết, hầu hết những cảnh quay trong MV mới của Chipu đều được thực hiện tại đây. Ngoài cố đô Lam Kinh, khán giả còn trầm trồ với loạt cảnh quay được thực hiện tại làng cổ Việt, Cố Viên Lầu, nằm bên cạnh bến thuyền Tam Cốc Ninh Bình, có diện tích 22.000m2. Đây còn là nơi tập trung hơn 20 căn nhà cổ có niên đại từ thế kỷ 18 tới 20. Đa số các ngôi nhà đều được làm từ gỗ quý và được chạm khắc bởi những hoa văn sống động và tinh xảo. Bên trong mỗi ngôi nhà cổ là nơi trưng bày rất nhiều cổ vật đã từng gắn liền với đời sống của người dân Việt Nam từ hàng trăm hàng nghìn năm qua. Với chất nhạc ballad nhẹ nhàng, MV Anh ơi ở lại không chỉ chạm tới cảm xúc của người nghe bởi giọng hát đầy tiến bộ cùng diễn xuất nội tâm siêu đạt của Chipu, mà còn gây ấn tượng bởi những cảnh quay mang đậm màu sắc cổ trang tại cố đô Lam Kinh và khu nhà cổ Cố Viên Lầu.